Cô ca mới ngủ dậy nè. Cô ca nè, nay 12 tây nha, 12 tây tháng 3 2021 nè. Cô ca mới ngủ dậy nha ha. Để nghe coi nó bò ngay sao. Chất ơi, cục chất ơi, cục chất ơi. Mệt lật qua rồi cái gì bò. Chỉ còn nó sợ một cái thôi mà rồi.